Xin chào các bạn, lại là mình đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vẽ chữ Pokemon tiếp theo nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu với chỗ này. Các bạn đã đoán ra được Pokemon gì chưa nào? Nhìn rất giống một con vịt đúng không nào? Nếu mà các bạn đã đoán như thế thì đó là chính xác rồi đấy. Thực tế thì nó là một chú vịt. Đợt Pokemon của chúng ta đã xong rồi. Một chú vịt Psyduck.